Hôm qua sư có dạy không nên nguyện trả hết nghiệp, vì tất cả nghiệp sẽ trổ và ta sẽ không trả nổi. Vậy có phải tất cả các lời cầu nguyện của mình đều sẽ ứng nghiệm không ạ? Kính mong sư giảng giải năng lực cầu nguyện, gọi là năng lực được vận hành trên cơ chế nào? Nguyện lực á, là thích tha đó, là ở đây là quyết định, muốn quyết định cái gì nó phải có cơ sở. Ví dụ mình quyết định trả nợ thì đương nhiên nó có cơ sở, tại vì nợ nhiều quá rồi. Bây giờ mình mở miệng ra mình quyết định trả nợ thì tự nhiên chủ nợ sẽ tới cửa đòi. Nhưng nếu như mình quyết định là nhận tiền thì cũng được, điều quan trọng là phải có tiền mới nhận được. Nợ là chắc chắn có, còn tiền không biết có hay không. Cho nên mở miệng ra mình nhận nợ thì chắc chắn là nợ sẽ tới đòi. Mà mở miệng ra nhận tiền, không có tiền sao nhận. Cho nên á, cái nguyện lực tức là tôi quyết định, mà khi cái quyết định đó nó phải có cơ sở là có tồn tại thì mới quyết định được, gọi là mới nguyện được. Ví dụ bây giờ quý vị hùng phước cúng dường khóa tu thì quý vị sẽ có được một cái phước, và quý vị nguyện là phước này hãy giúp tôi tiến đến sự chấm dứt khổ, đi đến sự giải thoát giác ngộ, thì nó có thể có hiệu quả. Còn nếu như mà mình không làm phước thì phước ở đâu ra để mà mình nguyện, phước đâu ra để mình hưởng? Quý vị hiểu ý sư không? Giống như là mình có tiền, mình muốn đầu tư thì mình sẽ đầu tư, đầu tư mua một mảnh ruộng, đầu tư mua một mảnh vườn thì phải có tiền thì mình mới quyết định đầu tư được. Còn không có tiền thì quý vị có quyết định cũng có tiền đâu mà đầu tư. Thì đó là cái năng lực của nguyện lực là như vậy đó. Tức là mình phải có cơ sở thì mình sẽ trên cơ sở đó mình nguyện như ý của mình. Hoặc là bây giờ mình có 100 triệu trong tay, mình quyết định là mình sẽ đi du lịch ở Mỹ, thì mình có 100 triệu thì lúc đó mình đưa 100 triệu đó cho công ty du lịch, họ mua vé, họ lên lịch trình đó. Thì trên cơ sở là mình có đủ tiền để mua vé du lịch thì mình mới du lịch được. Còn bây giờ mình có 1 triệu mà tôi quyết định đi du lịch thì tốt nhất là kiếm gói đi ngủ. Nằm mơ thì nó dễ hơn, tại nằm mơ không có tốn tiền. Tức là khi mình nguyện cái gì á, cái phước của mình á, nó phải đủ để nó ủng hộ cho cái nguyện đó thì cái nguyện đó mới thành tựu được. Còn mình làm phước có một chút xíu mà mình nguyện ở trên trời á thì ở đâu ra? Thì đó là cái nguyên tắc ha của nguyện. Còn nợ thì mình nợ ngập đầu, cho nên là nguyện là chắc chắn nợ nó sẽ tới. Cái đó chỉ có nợ là không lo thiếu thôi, phước thì thiếu. Thế nào là mãnh lực của phiền não cũ chi phối tu đà quần trong việc kết hôn? Quý vị hỏi làm chi, tới chưa mà biết. Đôi khi một trong những cái đưa đến phiền não là gì? Mình suy tư đến những cái không đáng để suy tư, mà nó có một số vấn đề sư dùng cái từ là cấm kỵ. Tại vì khi mình suy tư bậy á, mình tạo nghiệp. Đó là suy tư về cảnh giới các bậc thánh, các vị ấy nghĩ gì, các vị ấy làm gì. Thì đó, khi mình suy tư không khéo
là mình đang tạo nghiệp. Chính vì như thế, tốt nhất là mình suy tư các bậc thánh, là các vị ấy có những công đức, có những cái đức. Ví dụ như bậc thánh Tu Đà Quờn thì các ngài không bao giờ vô tâm phạm điều tội lỗi do thân khẩu ý. Bậc thánh Tu Đà Quờn dầu có dễ vui cũng không luân hồi qua bảy kiếp, thì đó là sự suy tư hợp lý. Còn quý vị suy tư thánh Tu Đà Quờn sao còn lấy vợ, thánh Tu Đà Quờn thì đẻ con như thế nào, thì đó là những suy tư không hợp lý. Mà với cái hiểu biết phàm của quý vị á, quý vị có thể suy tư đến những điều ô nhiễm, và chính cái đó tự nhiên mình đi địa ngục chơi vậy đó. Hiểu vấn đề không? Cho nên tránh suy tư những cái không đáng để suy tư. Những phiền não cũ, và mãnh lực của phiền não cũ ở đây là gì? Đó là mãnh lực của tham ái. Bậc thánh Tu Đà Quờn vẫn chưa diệt trừ tham ái, nhưng vấn đề là vị ấy bị tác động bởi mãnh lực của tham ái cũ, chứ vị ấy không tạo ra thêm phiền não mới. Đó là điều khác biệt. Và một lần nữa sư nhắc nhở quý vị là hãy suy tư trong giới hạn an toàn ha.